lụ ơi, tới rồi. Ăn thử anh Hậu. Ăn thử trái đó thì gọi là trái gì ta? Trái này thường thường là gọi là như leo dây ha, sao chị? À. Trái này nó giống cái dưa leo quá cả nhà. Nhóc quá trơn luôn nè. Đây vẽ cũng cỡ mớ ạ. Một trái non vậy ha chị, ăn được luôn hả? À. Nhìn giống trái dưa leo ha. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục em với Lụ với anh Hậu với chị Hà. Bữa nay có chị đi theo nữa cả nhà. Đi kéo cá thì coi có gì bắt cá nấy. Chủ yếu là bắt cá sặc với cá lòng tông với tép gông. Vô mấy cá bự bắt luôn. Anh Lụ. Vô cá sấu bắt cá sấu luôn. Tại hôm bữa thì đi kéo cá phi, cá lòng tông với tép nhiều quá cả nhà. Nên mấy nay bữa nay với chị Hà theo săn bắt ở trên con kênh ở khu của Phú Tân. Phú Tâm chứ. Dạ đi bắt. Với trái này thường thường là giống trái dưa leo quá cả nhà. Nhóc luôn. Mà em không dám ăn. Quá trời nhiều luôn. Wow. Cậu ơi. Hả? Nhiều lắm hả anh Lụ? Anh em mình xuống đây cả nhà. Đi chừng 5 mét thôi. Ồ phóng nhóc luôn kìa. Đã quá anh Lụ ơi. Thấy nhóc rồi ha. Ê anh Hậu, rồi tí nữa, chút nữa rút cùng rồi. Rồi xuống rồi đó. Ngày bắt bầy lồng tông với cá này cả nhà. Phóng nhóc luôn chị Hà. Hả? Úp vào đây là trống nè. Cho chị bên đây dễ xúc. Vô chứ lắm, nặng rồi đó. Lưới này chừng nửa kilo. Bữa kéo ếch vậy mà vô cá phi ha. Bữa nay kéo thiệt vô cá phi không? Hôm bữa chặn gì mà vô cá phi cũng bự thôi. Thôi. Ủa, em thấy nó phóng rồi đó. Rồi cá mà Vinh. Dạ? Cá mà Vinh mới phóng. Hả? Ờ, túm với mèo không vậy đó anh Hậu, hôm bữa. Ủa, em thấy nhóc hết trơn rồi anh Lụ ơi. Trong mùa này thì nó đủ mồi lúa nè. Nhóc u lồng tông cả nhà. Ừ. Ủa, cá phi bự nữa. Cá phi ba con nè. Ba con luôn. Ôi. Đã luôn. Ừ. Cá phi nhiều quá ta. Ừ. Cá phi nhiều ha. Ừ. Đâu hổ để bên đó hết xuống, để bên đó để xuống. Đó, cá đi về đó. Cú ghê chạy à. Vỏ. Lòng tông bự bự ha. Ừ. Lấy cục phi ra, bắt cục phi vô trước anh Hậu. Đâu lấy gỗ ra Hậu. Lấy gỗ đây. Lấy gỗ ra. Để nó chui ra Lụ rồi. Nhóc luôn, nè cái nhà ơi. Ngon tấn đồ bự. Wow. Đủ ăn rồi. Đủ nồi khô xả rồi đó.
Bự thì cái này rồi. Bên đây nè, bên đây ngắt nè. Ngọt, mình trồng ngon không ấy. Bên na này thả nó đi. Hả? Nổ quá. Ừ thả. Không xin em đi. Ngon ha. Bự luôn đó. Này chừng 2 3 lưới, 3 4 lưới vậy. Đủ kho à. Nhiều đó à. Con nồi kho sả ớt ha, chấm gạo luộc nữa. Không, nấu nồi canh chua kho khô, nấu con nồi canh chua đã đó. Cà phê nấu canh chua nè. Ừ. Mà nó không gài lâu mà chưa ăn canh chua ta. Lâu rồi. Hả? Được mấy ngày rồi. Mấy ngày lại thèm nữa rồi. Em làm món canh chua là đỉnh nhất. Chứ món cá chiên. Tông cá lồng lồng rồi. Như là cá cơm vậy ha. Quá đỉnh luôn. Trong giấc ha. Sao đẹp trai vậy em? Trắng tươi à. Dạ. Đẹp cánh chuột hả? Chiều nay cũng vô bụng anh đó chứ. Chiều nay ăn cái tài cánh chuột. Cho nó tí xíu nước anh lụt. Cho nó lội. Không, nước. Hiện đại nước nó ấy lại đó. Hả? Nước nó ngọt á. Nó xỉu á. Quận lên nhóc lên nè. Quận. Đi tới chú. Ồ nè anh Hậu ơi. Lũ. Trước hả? Kìa thấy không? Nó. À. Ục quá ục luôn rồi. Mưa hổm gài nước đục luôn ta. Ha. Ừ. Nó ở gần khu ở đây nhiều ha. Ấy, ôi, xíu à. Trong video cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước rất là nhiều luôn đã xem video ủng hộ em, cho em một like một đăng ký cái nha để em có động lực nhiều hơn á. Thì có cô chú cũng hỏi thăm sức khỏe em, thì em gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị gần xa rất là nhiều luôn. Thì mấy bữa nay em cũng nói chung là rất tối khó ngủ luôn cả nhà. Trời này lạnh, xương sống nó bị lạnh là nó nhức, nó giật à. Hai đêm em ngủ không được luôn. Hả? Ớt hả? Chặn luôn, ốp luôn. Lui lưới lại. Qua luôn, bắt. Bắt nó luôn. Có ớt, bắt ớt luôn. Con chị bên đó đây, hồi đưa thùng em đem qua. Ở trong đó hành lụ. Sâu dữ vậy. Rồi, gịch để em lên cho. Khoan, để em lên em dậm cho. Coi cả nó nằm yên luôn. Ở đâu vậy? Hả? Bự không? Cái gì à? Thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Không rồi đó. Không rồi. Cũng lâu rồi. Nó dướng gì vậy anh Lũ? Dướng gì vậy? Gió. Quá trời gió luôn cả nhà ơi. Hôm nay Thanh với Phong thì ở nhà giữ nhà thế mà chị đi theo, tại vì có bé Linh ở nhà nên không có bỏ đi được. Vô ta ép nào vô chứ, nó phóng xuống rồi. Vô vậy nó thử, thấy không?
nó nằm vòng đó đó. Hả? Đâu? Không rồi mà. Không để nó vô hả? Thôi rồi. Mất hết rồi hiểu rồi. Hả? Không vô. Nó phóng xuống đó rồi mà. Ây da. Con ngồi rồi đó. Mất cá lồng tông luôn. Ờ, lưỡi gác đi. Không thấy đâu. Mất cá thôi. Chứ mình bắt cá mà. Ếch có không vô hoặc luôn. Có rồi. Rộng hả? Rộng rồi đi. Tại vì sao cái chân mình ở ngoài quá. Ừ. Chân lưới mình ở ngoài á. Cái phóng nó đuổi nhẹ xuống nè. Như ra hậu. Ừ. Không mình dở lưới lên thì cá lồng tông vô nhiều quá. Bởi vì mình để lâu quá nó gá ra, ra hết luôn nè. Ô lỗ gách rồi. Thấy không? Gách lỗ đó không? Cũng được rồi. Cướp gió thành bão. Trời. Hồi đi qua bển luôn hả vậy? Không cần cái lưới nó cách lỗ đó nó ra. Đó. Cần gớt hả lâu. Dễ gì cho gớt chứ. Dễ gì cho gớt. Hồi nãy để lâu quá cá nó còn tông nó ra hết. Ừ. Thôi mình bỏ qua ếch đi. Hả? Để chuyến sau bây giờ mình bắt cá cho mau. Ừ. Để mình ngâm bắt ếch cái cá nó ra chân hả? Gì nhá làm đi nè. Ngủ vậy này chưa thức à? Ơi. Ơi. Đâu? Dạ. Ừ. Sao ngủ ngủ im vậy? Không phóng luôn. Dạ. Ê, rồi. Đây lạnh lạnh nó nằm im nó nằm đã. Ừ, con ngon đấy. Bự bự mà. Vậy nẻ nữa cái này hồi mình lấy xả hả chị? Kho xả ớt, xả thiệt nhiều luôn anh Lũ. Hả? Khả xả thiệt để, nhiều. Để mở cho nó nhiều quá. Ừ. Để mở nhiều với ớt. Gió kinh khủng luôn đó nha. Mưa tối ngày sáng đêm luôn, đi săn bắt. Mười hôm mới sao, 12 giờ, 2 giờ mấy mua tới sáng luôn á. Ờ. Sáng tôi đi lắc nó giống ruộng luôn, mà không đi ruộng nước lạnh chết luôn. Mưa quá trời mưa mà. Giờ đen kịt hết nữa rồi. Tranh thủ không mưa ra săn bắt một tí mới ra kéo được hai lưới rồi. Tới nữa rồi. Mùa mưa không trời đâu có đâu có. Trận này bão ngoài vùng ngoài thấy tội quá ha anh Lụ. Bão ngoài vùng ngoài thấy tội quá. Mình ở đây mình còn la cho làm ra ấy là ngọn ở ngoài miền Bắc á. Ừ. Nghe nói là bão số 4 á. Ngoài tội nghiệp quá trời luôn. Cầu mong cho bão với Lục qua khỏi đi. Cho cô chú ở ngoài vùng ngoài làm lại chỗ ăn chỗ ở chỗ ngủ rồi thấy tội quá cái nha. Gió hù hù luôn. Vô cá sấu là em chạy luôn á. Gió khủng khiếp. Hả? À. Nắm cỏ đó hả? Quá trời gió. Gió hiu hiu. Lạnh quá lạnh. Không mình ngâm ở dưới nước vậy không sao. Hồi lại về. Hồi lên bờ á. Đây nè, đây có cá nè. Gió liệt cây luôn.
giữ dằn gió này. Phải bên đây chống mình lên đem lên bờ nhẹ hơn ha. Lên bờ luôn hả? Đây đưa thùng em chị. Đưa gỗ được rồi. Nước á, gỡ lên thôi. Đúng như lắm rồi. Ngập đầu luôn. Rồi, lên rồi nào ơi. Hả? Ê, vô con phi kè hẹn đó. Lên, lên luôn nào. Lên luôn, lên luôn nào ơi, lên bờ luôn đi. Lên bờ luôn. Con phi bự kìa. Ui, lồn nhóc cá luôn. Lồng tâm nhóc luôn. Mấy chỗ cỏ này có luôn phi đó. Ê! Vỏ. Qua cái chốt. Hả? Đây nè. Nè. Ừ. Mặt lù. Bế cái xe kìa. Tông nhiều lắm á. Gió khoảng tiếng ha, mưa ông ơi, để con săn bắt rồi cái ha mưa. Thả em luôn, em tàu ngầm đi, để như nào bự cái mình ra mình mò mình hầm xả. Tàu ngầm đi nhiều đấy. Trong đống cỏ mà có cà phê hết luôn à. Cà phê vô đống cỏ ha. Tông bự bự không luôn. Ngon ha. Lòng tông thì thường thường mày gọi lòng tông gì ta? Lòng tông dưới sông này. Lòng tông gì? Lòng tông gì? Tông gạo á, tông tôm á. Gạo á. Bự ha. Ở cô chú bình luận ra, comment bình luận ra. Đây đang rõ đang tống gì ta. Đã. Có chất chồng nữa thầy. Dạ. Có trong bên sông nha. Khoan khoan, để em lụm cá nữa. Ôi cá bé chậu ngon lắm lũ ơi. Đâu? Nè. Ờ, đó ừ. Biết lâu gặp lại cá bé chậu á. Bây giờ ít lắm, hồi đó mới nhiều. Lúc đó có bọt là vớt dính à. Ờ, hồi đó nhiều lắm. Đâu? Được mấy con nè. Nó ngon nè. Hả? Đi xíu đi, đi xíu đi. Liệt liệt cây luôn. Thank you.
chứ lại ra là men cầm gỗ thì sao. Đi tay đâu Vĩnh. Tay còn mới quen tay cầm gỗ rồi. Đừng có gió. Dướng gì rồi. Xả bằng chú ý. Gần gần đây cũng có nè. Gần đây cũng có. Hả? À? Gì vậy? Ừ, trắng hết trơn kìa. Cái này cả nhà. Hồng tông kìa. Rồi. Ục, nhóc luôn. Không ngàn. Gì? 5.000 chứ không ngàn gì nữa. Có cô chú hỏi bán bản quyền thăm ngàn không kìa. Dạ. Ừ. Có ai mua bán bản quyền luôn. Tới chút đi hả Út? Tới chút đi, tới đằng Lục Bình kìa. Có cà phê luôn á. Ừ. Không vô. Cái ông Tông đâu có chạy mạnh đâu. Ông Tông dính lưới là nó nằm đó luôn à. Ờ mình ốp vô đó bắt cá phi luôn. Rồi xong. Hả? Dính nè. Gì? Dính rồi. Vậy. Cái. Biển hả? Ừ, ốc. Cắt ngay mắt cá luôn rồi. Giờ nó đập nó ép vô đúng không? Thôi bắt cá đi, ếch đi gà hết. Buồn lắm. Ôi dạ hả? Trở rồi. Dướng kia bập chuối rồi. Ôi khu trên quặng mới giữ kìa lũ. Ừ. Lên bờ luôn đi lũ ơi. Gió quá gió rồi. Rất mong cô chú anh chị thông cảm cả nha. Ớt trở lên luôn. Ê, vô. Bắt ớt trước luôn. Gió. Bắt ớt cho người đấy. Ở tới đâu nằm đó với em. Không nằm ở đây. Ừ. Ngon ha. Cái gù nữa. Cá bể chầu. Ừ. Con ngon lắm á. Hồi lúc đó cá sặc này là anh Lụ. Mình đặt lộp mà có cái lộp mà mình đặt đuổi bèo vô á. Ừ. Đuổi bọt lòng cá sặc á. À, hồi đó tôi lấy cái gỗ á, mấy cái chỗ bọt á. Ừ vớt. Mấy cái đìa mà nó bỏ đó. Rồi tôi vớt nhóc luôn. Buồn kéo qua lòng tông mà nó vô. Ừ, chắc nước cơm ăn rồi. Giờ ít rồi. Thèm nước cơm á. Cái này mình lấy lưới gùn mình đi kéo thiệt là xa ha. Vô dữ lắm không á. Kéo xa quá đâu chịu chỗ lại cái giọt lại.
nó ra mà mình ốp mà gần cái lại nó cho ha. Đúng rồi. Lưới này ngon. Cô chú nói lòng tông này ở trên Sài Gòn khó kiếm lắm mà nó mắc. Mà là ở trên Sài Gòn là lòng tông dưới sông á, lòng tông chạy đáy rồi á, chạy đáy rồi mằng sẵn hết rồi. Mình ốp lưới nó đi, rồi bên này mình ốp lưới nó, lưới hay lưới nó vô cả nhà. Giờ này cũng lạnh nè, gió quá, gió 15 gầm luôn rồi lụ ơi, 15 gầm luôn rồi. Kéo lòng tông mê quá. Hay ghiền á. Hả? Ủa đừng đi sát mé á, ốc lưới sát mé á. Ra ngoài luôn rồi. Vô tôm càng xanh kìa anh Hậu. Vô tôm càng đen. Đi vô lên vô đây là được rồi. Vô bập chuối luôn rồi. Đây đưa cái đầu lên em kéo lên tiếp cho. Rồi anh dịnh đầu kia nha. Ô, có cà phê nữa. Có cà phê nữa, vụ vũ dài lên thôi. Cái lỗ chuột ngay cái lỗ kìa, mấy chuột này không được rồi. Quá quậy vậy, chơi cắn lưới không đã ha. Quá ngon luôn, tông tươi xanh nè, sối luôn nè. Ôi tép công ngốc quá. Mùa này tép công vài bữa nữa, có 10 bữa nó tép công mới dữ. Sáng giờ làm gì anh Hậu? Đi dắt lúa giống. Dắt lúa giống hả? Dắt cho chú xã. Này, ủa dắt lúa là bằng ngày hả? Dắt ăn công á. Ăn công. Ăn công. Dắt mình dắt mình hốt luôn á. Ồ dắt hốt luôn. Hốt công 5.000 rồi dắt công 5.000, có 10.000 chứ. 10.000. Là một công là được 15.000 à?
chục công có 150 nè, chục công có giá cái gì đó hết mũi vậy đó. Thôi kệ đi, ở dưới quê ngày kiếm 200 cũng được rồi, 200 mấy 200, đỡ hơn trên Bình Dương. Bình Dương thấy gì hiện làm cái gì ngày 200-300 ngàn mà tính ra mình tiền nhà trọ rồi tiền ăn uống nó cũng vô đó. Tại vì ở dưới quê thì mình bằng rẻ mà đồ nó cũng rẻ. Ok, chén thả miếng cá nhỏ đi anh Lụa, hát nó xuống sông đi. Ngon quá cả nhà, cái này có mép chuối nữa, họ về nấu chua luôn chứ à, còn chén sả ớt nữa chị ơi. Kéo lưới, lưới nữa hả? Lưới nữa này cũng được. Hả, ra bằng cua hả? Bữa hái nhóc chân đó, đằng đó ra, đằng cái dừa ra nhiều lắm, nhiều luôn. Hả? Ôi trên kia mưa anh Lũ ơi, ở trên đó mưa rồi kìa. Tới nhà luôn, quá gió, gió đi cây hết rồi. Ôi nè, đi cây gió luôn. Đi hà mệt quá trời, mệt quá nói chuyện hết nổi. Dạ yeah, còn ngoài đó nữa kìa, gió kinh khủng mà Lụ ơi. Bay mới quay luôn, quá ngon cổ luôn rồi. Sao còn ngon đó chị, vừa về tới nhà gió cơn mưa ập tới luôn á nha, gió mưa khủng khiếp luôn. Mới mọi mưa mới có chút xíu ngập ruộng rồi chị, hết hồn lắm, mưa luôn, gió nãy đi ngoài ruộng thổi bay bay luôn, đi không muốn gớt cái ruộng vậy. Chị cũng làm xong hết rồi, cá lồng tông ngon, mớ cá rô đây, có bắp chuối nữa. Bữa nay rồi cá chốt ngon luôn, mưa giờ chưa tạnh nữa cả nhà. Cái này mình làm mấy món vậy? Hai món à? Canh chua với kho sở.
chị kho cả nhà. Này còn mấy miếng cũ à, lòng đông là mới để vô này vàng hết chị. Cái này hồi xong cái bỏ xả vô nữa rồi thơm lừng luôn. Đây chị nấu canh chua. Phi này thì nấu chua thì hết bay mùi thơm quá. Chín rồi chị ơi, còn tông này mau hết chị. Cái nồi này với cái nồi canh chua đó rồi bữa nay bể bụng nữa rồi. Hôm ngày chị thợ nấu miền Tây đi làm lúa với làm ruộng không có đi theo được cái nè. Bữa nay được rảnh buổi chị đi săn bắt cùng với mấy anh em. Quá hấp dẫn rồi, thơm rồi chị ơi. Chảo kho luôn, ăn cái canh chua ớt chuối nữa là rồi luôn. Mới bỏ nhưng mà thơm. Cả nhà chị Hà nấu ra canh chua ớt chuối, nấu cơm mẻ. Thơm kẹo luôn cả nhà. Canh chua, canh chua chuối cùng mẻ này, cá đông tâm kho kẹo. Ra anh lụ à. Em nhìn cái dĩa lòng tông kho là em chịu hết nổi rồi đó. Không biết à. À. Mưa thì mới tạnh luôn cả nhà. Mưa quá, mưa luôn. Hồi bữa lúc mà mình kéo cá tới giờ luôn. Để tạnh mưa đỡ ồn chút xíu rồi dọn cơm ăn luôn. Mà xác xác vô anh Hậu. Con tham đại sĩ bay nè. Chắc ăn cơm rồi. Cơm rồi gì đó. Ăn hồi nãy mới lúc 2 giờ đó. Ồ, giờ cơm rồi à. Rồi ngồi xin dùng đi anh Hậu. Mời cô chú anh chị dùng bữa với gia đình lụ nha. Cá lòng tông là thích thèm. Hả? Cá lòng tông là thích thèm. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Ăn đồ ăn nhiều nhiều vô nghe anh Hậu. Bữa mấy cô chú nói anh ngại gì đó. Không gấp cho em Hậu ăn dứ. Có chị nào giới thiệu cho anh Hậu chị luôn cả nhà ơi. Có mấy chị nào còn độc thân không? Làm cái gì gã gã Hậu đi luôn. Đi anh Hậu thì làm nông làm vườn này gành lắm cả nhà. Làm.
Tính hỏi vợ là mai dùng ghe trời. Dạ. Không có thiệt mà. Chữ hút luôn. Giả đi luôn. Để làm gì ha? Bây giờ không tại có tới nhiều. Giờ là chưa có gì hả? À. Giờ sẵn cái clip này nè. Nói em nào chị nào gì đó. Có còn độc thân không? Cái gì hốt em đi luôn nè. 35 đổ lại được không? 35 được rồi. Được. Ha. Nhiều được không? Hay là 40. Không chị 35 40 hả? Mày ăn nha Trang, cho ăn vô anh Hậu. Cá nó nằm dưới. Đó hả? Cá dưới nè. Cá nằm dưới á. Cái này ngon quá vậy thôi. Ăn tầm kho luôn. Ngon nhất nách luôn rồi cả nhà ơi. Nó ăn vô đi Hậu. Mình mạnh vô đi. Cá kìa, nắp vô. Cá này thích ăn không? Hả? Cá hả? Gái ăn cơm như nhiều vô nha con. Nha. Bà có chú à. Ăn nhiều nhiều vô. Để mau lớn. À, cả 2 năm nữa là tập nấu cơm được rồi. Tính ra cái lưng nó chậm lớn nha. Đúng ra là lớn. Cái men chịu hết nổi rồi. Em đói bụng cái nè. Đây hả? Cộng dính đây nè cho nó cam cam thấy. Được rồi. Rồi. Cỡ nó vô miếng nè. Xích vô sợ. Sợ gì chị nào dòm mà cỡ mời cả nhà gửi gia đình chị với anh Hậu nha. Món này kho món hiểm cái đồng tâm này á là hiện kho ban đầu hiện ăn chưa có ngon rồi, chỉ là mình để ngày mai mình thăm lại cho mình lạnh rồi. Đúng rồi, ăn cái đang cái cơm này kia rồi á, vừa ha. Kiểu như mình nấu xong, mình nấu một lần vậy đó, xong mình kho vậy đó, kho xong rồi bữa sau mình hâm lại nó sắc xuống á, nó méo á, ăn đã. Cá mình vô đi ngại 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 không biết à, biết trong nhà không ngại là đó là tử nha. Con đây, nhiều nhiều cho mau lớn. Cho cha mau được nhà con ăn cộng gì sao đi lấy lấy lên nấu cơm mà nấu cơm giặt đồ. Cộng với cần chua Trang hứa quậy vô chọn đúng không? Tức là ăn cơm nguội á. Ăn cơm nguội thì Trang hứa vô á. Đủ không ăn trái cây hả? Ờ. Cơm càng đỏ. Kiểu như tôi sợ tôi không dám cắn sao á. Còn có ớt không mới ngon. Nếu mà để vô cây thì được, để trong nước cây được, còn cái cắn gì không dám. Vô. Nếu mà để trong nước á, để trong nước thì nó cay thì ăn được, giá. Còn mà kêu tôi cắn gì không? Ngày nó ngon, ngày cảm giác nó quê rồi, đã lắm.
Mặn canh chua bát thuốc ngon nha. Dạ hồi vô ăn anh Thảo. Không là mặn vô. Cơm ơi cơm ơi. Đây ạ. Đó. Mày ăn đấy. Cái nút lên nè. Vừa chạy vừa xong rồi, vừa tới rồi. Ừ. Sáng chừng cỡ 5 phút nó dính mưa rồi. Ừ. Nhà mình lấy không ổn rồi, tôi kêu Hiện đi về. Lúc mà lứa sau mà lứa cuối cùng á, cậu mà là anh tính giọt rồi đó. Bạn kêu bên đầu đó kéo cái nữa. Thôi ngọn trời không chuẩn mưa hay nhanh gì ha, bảo mình lấy mới chuẩn mưa đây mà lại tới luôn, về tới nhà không kịp luôn, nó cũng khiếp. Người vừa tới nhà dính mưa, anh này chạy muốn chết. Đi trên bờ đây mà gió thổi văng luôn. Quá trời gió. Chứ trời bão rồi. Hôm mà trời mưa rồi, hôm trời mưa rồi là gió giống hồi hôm cũng vậy đó. Hồi hôm đang ngủ như nửa đêm đó, ông lòng có hú mình tưởng cái gì, giật mình thức dậy, ông lòng có ào mình coi nhà có nó có giọt có tạt vô rồi không, vừa xong rồi ông mới mưa nhỏ lại, mưa vô ngủ chừng cỡ 2 giờ mấy 3 giờ mưa thấy mình tăng nữa, làm có hú. Ông làm ông mình cũng muốn mua. Rồi xong rồi 3 giờ mấy xong rồi tôi thức rồi tôi hết ngủ luôn. Rồi mưa ổng có mưa râm mưa rất tới sáng luôn. Rồi ông ngủ rồi. Hả? Mấy 2 mấy 3 giờ ông ngủ. Ừ. Thôi ngon tới giọt cuối cùng. Ngon rồi. Bữa nay Caramen ăn 2 chén cơm hút 3 chén nước. Tôi hút 3 chén cơm 2 chén nước. Quá thì ngon, hút cạn nồi luôn rồi. Hút nước có đã. Chứ phòng mình để vô nó bếp ga là nó nóng á. Ừ. Tôi là thật nó ngon. Cá hồng tông kho sợ ớt nè. Ừ. Rồi vô cái canh nữa nó hòa quyện nó ngon. Bắt bài đó, ngon. Nãy gia đình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà, thì chắc video của em cũng xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Chào nha.